Thực hiện chủ trương của chính phủ về chuyển đổi số, trong đó thực hiện thanh toán các giao dịch bằng hình thức không dùng tiền mặt, được nhiều cơ quan đơn vị thúc đẩy thực hiện. Việc thanh toán không dùng tiền mặt được xem là những giao dịch hiện đại, tiện lợi và tránh được các rủi ro về việc giữ tiền mặt. Thời gian qua, việc thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt được ngành điện lực Sóc Trăng khuyến khích và tạo điều kiện để khách hàng thực hiện. Thực hiện chủ trương của chính phủ về đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về triển khai thực hiện chủ trương này trên địa bàn tỉnh. Công ty điện lực Sóc Trăng phấn đấu trong năm 2024 tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đạt từ 50-60%. Để đạt được mục tiêu đó, công ty điện lực Sóc Trăng đã triển khai đến điện lực tại các địa phương, phối hợp các nhà mạng viễn thông, các hội đoàn thể tổ chức tuyên truyền hướng dẫn khách hàng thanh toán kinh doanh thương mại thông qua các ứng dụng tiện ích như mobile banking và mobile money. Đặc biệt là mobile money, đối với vùng nông thôn, đa số hộ dân chưa có tài khoản ngân hàng, đăng ký cài đặt sử dụng thanh toán thông qua ví điện tử trên điện thoại. Đối với hộ đặc biệt già yếu neo đơn thì vận động các hộ hàng xóm, hội đoàn thể hỗ trợ giúp đỡ với tinh thần không ai bị bỏ lại phía sau trong thời đại cách mạng công nghệ 4.0. Thì tính đến cuối năm 2023, khách hàng thanh toán tiền điện bằng hình thức không dùng tiền mặt như là quỹ nhiệm chi, quỹ nhiệm thu, chích nợ tự động và ví điện tử v.v. của công ty điện lực Sóc Trăng chiếm tỷ lệ là 38,19% trên tổng số khách hàng. Thì thời gian qua, công ty điện lực Sóc Trăng đã phối hợp với 13 ngân hàng và 11 tổ chức trung gian thanh toán triển khai các cơ thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, như là thanh toán tiền điện qua các ứng dụng trên Viettel Pay, VNPT Pay, Zalo Pay, ví điện tử, rồi chích nợ tự động qua các tài khoản của ngân hàng, v.v. Đặc biệt, trọng tâm của công tác thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt là đa dạng hóa các hình thức thanh toán. Công ty điện lực Sóc Trăng đã ký hợp đồng liên kết thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt với 13 ngân hàng và 11 tổ chức trung gian thanh toán, nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng sử dụng điện trong thanh toán không dùng tiền mặt. Hiện nay đã có rất đông khách hàng sử dụng điện sử dụng hình thức thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt vì nó mang lại nhiều tiện ích. Ngoài cái việc cung cấp các cái dịch vụ tiện ích viễn thông thì VNPT cũng có cái giải cung cấp cái giải pháp là ví điện tử VNPT Mini. Thì thông qua cái ví điện tử VNPT Mini này thì người dân và các đoàn viên thanh niên có thể thực hiện thanh toán các cái tiện ích dịch vụ an sinh xã hội như là điện, nước, di động. Và cái việc thanh toán qua ví điện tử VNPT Mini thì không có phát sinh chi phí và được hoàn toàn miễn phí cái phí giao dịch. Thì kể từ khi có cái dịch vụ mà ủy thác cho ngân hàng thu hộ tiền điện á, thì tôi đến ngân hàng An Bình để mở tài khoản và chích tự động hàng tháng. Đến ngày tiền điện hóa đơn đến ngày á, là tôi tự động được chích từ tài khoản, tôi không cần phải lo nữa. Từ đó cuộc sống của tôi nó dễ dàng hơn, chiều về không phải lo cắt điện như thời gian trước nữa. Với ngân hàng An Bình, khi mà hóa đơn tiền điện của tôi mà lỡ bị thanh toán lệch so với điện lực hoặc là nhiều ít hoặc là sai sót gì đó thì họ cũng sẽ làm đầu mối để mà hỗ trợ tôi tra sót với điện lực. Tôi cảm thấy rất là tiện lợi. Thanh toán không dùng tiền mặt là xu thế phát triển tất yếu trong giai đoạn cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay. Với hình thức thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, vừa tiện vừa nhanh mọi lúc mọi nơi, giúp khách hàng tiết kiệm được thời gian, công sức, chi phí so với hình thức thanh toán trực tiếp, an toàn trong thanh toán, nhận thông báo thanh toán thành công ngay lập tức, giảm thiểu nguy cơ giả mạo, lừa đảo, lưu trữ lịch sử giao dịch dễ dàng, thuận tiện cho việc tra cứu lịch sử thanh toán. Ngoài ra, khi khách hàng sử dụng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, đồng nghĩa với việc khách hàng đã góp phần tham gia vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với tinh thần không ai bị bỏ lại phía sau. Nhìn chung thì công ty điện lực Sóc Trăng đã luôn luôn quan tâm và tạo mọi điều kiện để quý khách hàng thanh toán tiền điện mọi lúc mọi nơi, đặc biệt là tiến tới thanh toán tiền điện với các phương thức thanh toán trực tuyến như là quỹ nhiệm chi, quỹ nhiệm thu, chích nợ tự động, các quỹ điện tử. Khi thanh toán trực tuyến sẽ thanh toán chính xác số tiền, thực hiện nhanh chóng, tiết kiệm được thời gian và chi phí đi lại của quý khách hàng. Đặc biệt, thanh toán không dùng tiền mặt sẽ đảm bảo các yếu tố an toàn, tránh rủi ro rơi hoặc mất tiền mặt. Đối với hình thức thanh toán chích nợ tự động, thì khách hàng không cần phải nhớ lịch thanh toán hóa đơn hàng kỳ.
Với những nỗ lực như trên của ngành điện đã góp phần cùng cả nước thực hiện chủ trương không dùng tiền mặt, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.